rất là thích. Như lên đây là không muốn về. Không khí rất là trong lành. Thì chú yên tâm để cho tụi nhỏ chơi đùa, cô chú được nghỉ ngơi, thì đó là cái cảm giác tuyệt vời nhất của cô chú. Dạ, con chị thích ở đây. Ở đây cuộc sống rất là thoải mái, không khí rất là trong lành, rất là yên bình. Tôi thích như là cái clubhouse, trường học đó rồi nhà. Sống ở đây thì không khác gì ở bên nước ngoài, mà thậm chí các con của tôi có thể chơi đùa với hệ sinh thái trong lành và mát mẻ. Chúng tôi hoàn toàn yên tâm ở môi trường ở Hawaii City.